사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 chúng ta lại trở lại trên đài máy nhỏ tới trên nhà Hương Push Nên thì tớ sẽ đi nhuộm lại tóc vì chán cái màu tóc này rồi nên là đi nhuộm cái tóc này chứ là để xem là cái màu mà tớ định nhuộm hôm nay là màu gì nhá. Mình đã về nhà rồi. Thành quả đây mọi người. Thì rồi, thật ra lắc mặt, lắc đầu nhiều quá trong mắt. Nếu mà nhìn bên này nha, thì bên này kiểu là lúc nãy mình có uốn nhẹ một chút cho nên là nó mới phồng phồng cục cục như này. Lúc nãy là nó xoăn hơn nhưng mà mình vuốt nhiều quá nên là nó ra như này đây. Nhìn mình nghiêng nha. Nó mặt thần thánh của tôi luôn. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence. Mình rất là thích và mình không nghĩ là bản thân mình lại hợp với cái màu xanh đến như vậy. Có bạn hỏi mình là mình biết là những người nghĩ là tại sao chị đã quyết định nhuộm màu xanh vì trong màu xanh nó hơi kinh chị ạ, hoặc là nhìn nó sẽ hơi tối xa hoặc sao sao đấy. Tuy nhiên thì do là mình mới nhuộm thì nó đậm. Mình đã nhuộm ở trên là xanh đậm, ở dưới nó sẽ nhạt hơn một chút. Ra ngoài thì sẽ nhìn rõ hơn, nhưng mà vì mình vừa mới nhuộm xong cách đây mấy phút thôi nên là nó đậm như thế để cho lúc mà phai ra gội đầu ra thì cái màu xanh blue nó sẽ nhạt dần, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ ảo hơn. Và cái tóc này ý, chụp lên ảnh bao ảo luôn. Và đây là anh ừ. Và tôi hứa là tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái make up look gọi là rất là don, rất là lolly, kiểu một cái gì đấy nói chung là rất là phù hợp với cái tóc này. Và hứa là cũng sẽ có nhiều bức ảnh hoặc là những cái cách sống chụp ảnh, nhất là kiểu xoáy tỉ. Chung là tại vì từ rất là nhỏ mình đã rất là thích tomboy, rồi đến cả cái hồi mình học cấp 3 là lớp 10 ấy, mình đã quyết định cắt tóc tomboy hồi đấy về mẹ mình đấm cho mình không chợt phát nào luôn. Tại vì mình phải nuôi lại tóc cho đến giờ, không hiểu từ cái khoảng lớp 10, lớp 9, lớp 10 là mình đã nhận ra là mình kiểu như là cái khuôn mặt của mình ấy nó khá là unisex, nó khá là tomboy ấy. Đó là lý do tại sao mà ngày trước người hay trêu là kiểu chuyển giới hay là gì gì đấy. Tức là mọi người trêu thôi, giống như tại vì ở S Channel mọi người trêu. Nhưng mà tại vì đúng là mình gọi là gì, có một cái mặt nó hơi unisex. Và nếu mà mình cắt tóc ngắn hoặc là trang điểm theo kiểu tomboy thì mình rất là nam tính luôn, mặc dù là mình kiểu là một đứa con gái khung xương các thứ rất là nhỏ. Nếu mà mình là một đứa con gái cao cỡ khoảng 1m7 hoặc 1m6 mấy thì chắc là mình sẽ y hệt một thằng con trai mất. Nếu mà mình cắt tóc ngắn rồi các thứ rồi rất là có khi sẽ được rất nhiều các bạn les hỏi thăm, bởi vì ngày xưa ngày nhỏ hồi cắt tóc tomboy cũng từng được hỏi thăm. Nhưng không sao, anyway mình vẫn là gái thẳng. Nhưng mà nói chung là nói thế không phải là kỳ thị hay gì cả, mà mình rất là thích. Và nhân đây mình cũng muốn nói là các bạn không cần phải tự ti khi mà mình có một cái ngoại hình nó không được nữ tính, không được bánh bèo, không được quá xinh. Mỗi con người sinh ra nó là một cái bản cá thể đẹp nhất rồi, và chúng ta nên happy với những cái điều mình có. Bạn đẹp là khi bạn cảm thấy mình đẹp, còn nếu bạn chưa cảm thấy mình đẹp thì chúng ta sẽ cố gắng làm cho mình đẹp hơn, từ trang điểm, từ làm tóc, phẫu thuật thẩm mỹ hay chọn cho mình style gì cũng được, miễn là bản thân mình cảm thấy mình đẹp và mình happy với cái điều đấy. Và mình đang cũng rất happy với những gì mà mình đã có, mình đang có và mình sẽ có. Cũng giống như là cái việc mà mình cắt tóc rồi nhuộm tóc như thế nào, thậm chí là ra ngoài đường sẽ chẳng có ai để cái tóc nửa vời vời như mình. Có người nói xấu, có người nói đẹp, ok fine, không sao, bởi vì đơn giản là mình cảm thấy mình đẹp và mình happy với điều đấy là được rồi. Còn
cái view, cái thẩm mỹ, cái góc nhìn của mỗi người mỗi khác, và mình không thể nào nói tất cả mọi người phải đồng tình theo mình được. Như là nên là mình rất welcome, rất cảm ơn tất cả những người mà ủng hộ cũng như yêu thích mình. Còn những người mà không thích mình hoặc ghét mình hoặc như thế nào đấy thì cũng cảm ơn các bạn, vì các bạn đã dành một chút tâm trí của các bạn, dành một chút tình cảm các bạn để dislike mình hoặc là để bài xích mình hoặc để anti mình gì đấy. Ok, fine. Bây giờ thì mình sẽ tắm rửa đi ngủ thôi, bởi vì bây giờ cũng là 10 giờ rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe trên đứa bé nhỏ này để được 500.000 sub. Và mình hứa là sticker Hương Wish sẽ đến tay những bạn fan cứng Wiki, cũng như là có giveaway để tặng cho các bạn nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon. Và nhớ lên Instagram cũng như Facebook để ngắm ảnh xoáy thì cũng như là TikTok nha. Bye bye.